20. Nếu như con là con ruột của mẹ thì hay biết mấy. Đáng tiếc mẹ không có phúc phần này. Mẹ nuôi à? Ai nói là mẹ không có? Bây giờ con sẽ coi mẹ giống như mẹ ruột của mình. Lộ Phi à, mẹ thật sự vui tới nỗi không biết nói gì nữa. Mẹ à, chúng ta không nói chuyện này nữa. Con kính mẹ một ly. Tiêu Tiêu à, chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ mới nói cho bác biết? Bác Trần, cháu tưởng Dương đã nói cho bác biết. Vậy cháu có từng gặp mẹ nuôi của nó hay chưa? Cháu chưa từng gặp, nhưng cháu nghe cậu ấy nói hôm đó sau khi cậu ấy chạy ra khỏi nhà đã uống say rồi đánh nhau với người ta, là mẹ nuôi đã cứu cậu ấy. Tuy mẹ nuôi cậu ấy rất là nghèo nhưng mà đối xử với cậu ấy rất là tốt, vậy nên cậu ấy rất cảm kích, còn nói sẽ chăm sóc thật tốt cho bà ấy. Vậy cháu có biết mẹ nuôi của nó đang sống ở đâu không? Cháu không biết, cậu ấy chưa nói cho cháu biết. Lẽ nào Lạc Dương không muốn làm đầu bếp có liên quan tới người mẹ nuôi này? Mẹ nuôi à, hôm nay mẹ nghỉ ngơi sớm, ngày mai con lại tới thăm mẹ. Lộ Phi, đừng vì ở bên mẹ mà làm lỡ chuyện của mình. Con biết rồi, vậy con đi trước. Phải chú ý an toàn. Mẹ à, mưa lớn như vậy, mau về nhà cùng con đi. Không sao, không được. Nếu mẹ tiếp tục ở đây, chắc chắn sẽ bị ốm. Không sao đâu, muộn rồi con còn tới làm gì. Mau về đi. Không được, con không thể bỏ mẹ một mình. Con không yên tâm. Mưa rất lớn, mau về nhà cùng con đi. Mẹ tới nhà của con như vậy, còn ra thể thống gì? Không sao đâu, con đã nhận mẹ là mẹ ruột. Hơn nữa, người nhà của con cũng rất tốt bụng, họ sẽ không quan tâm đâu. Mẹ nuôi à, đừng do dự. Đi theo con, mau lên. Thằng bé này thật là đỡ đã. Từ từ thôi. Nào. Từ từ thôi. Mẹ nuôi à, tới nhà rồi. Bố, con giới thiệu với mọi người một chút. Đây chính là mẹ nuôi của con. Mẹ nuôi, đây là bố con. Đây là anh hai, đây là Lạc Dương. Sao con lại đưa bà ta về đây? Bố, bởi vì bên ngoài trời mưa to quá, vậy nên trong nhà mẹ nuôi cũng không chống đỡ nổi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này con vẫn luôn sống ở nhà của bà ấy. Con muốn tạm thời để mẹ nuôi ở nhà của mình một thời gian. Đây không phải là Mạng Lễ à? Mẹ của Lạc Dương. Vừa nãy con gọi ông ta là gì? Gọi ông ta là bố à? Vậy con có biết mẹ là ai không? Lạc Dương, bà ấy là mẹ của cậu, là mẹ ruột. Cậu nói gì? Con không phải Lộ Phi, con là Lạc Dương. Con trai, mẹ là mẹ của con đây. Con trai, mẹ là mẹ của con đây. Con nhìn cho kỹ đi. Người này là ông ta đã hại chết cha của con. Dương Mạng Lệ, bà đừng ăn nói lung tung. Tôi ăn nói lung tung mà. Nếu không phải tại ông, bố của Lạc Dương sẽ không chết. Nếu không phải tại ông, sao chúng tôi có thể rơi vào cảnh nhà tan cửa nát? Nếu không phải tại ông, sao tôi và con trai duy nhất của mình lại thất lạc nhau 20 mấy năm nay? Ông chính là đầu sỏ. Tôi nói cho ông biết, ông tưởng bao nhiêu năm qua tôi đã quên hết rồi à?
Tôi nói cho ông biết, dù tôi có chết cũng sẽ không quên. Bà đang đổi trắng thay đen, đảo lộn thị phi. Tôi đảo lộn thị phi à? Được, hôm nay tôi sẽ cho ông một cơ hội. Ông dám đứng trước mặt bao nhiêu người nói rõ bố của Lạc Dương làm sao mà chết không? Ông dám thề với trời Trần Công không phải do ông hại chết không? Sao bà có thể ngậm máu phun người như vậy? Bà mau cút đi, Trần gia chúng tôi không quan nhìn bà. Bà cút đi. Bố, không được gọi ông ta là bố. Ông ta là kẻ thù. Trần Toàn, ông không cần đuổi, chúng tôi sẽ đi. Nhà hàng đổi lấy bằng máu của bố Lập Dương. Mẹ con chúng tôi đứng ở đây cũng sợ bẩn chân. Chuyện ông làm thì chắc chắn ông sẽ chịu báo ứng. Lập Dương, đi. Lập Dương, bố. Lập Dương, con quay lại. Lập Dương, quay. Bác Trần, bác Trần. Mẹ, mẹ. Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao? Mẹ à, đừng khóc nữa. Mẹ nói đi. Lạp Dương, Lạp Dương. Lạp Dương. Bác Trần. Bố con và Trần Toàn cũng chính là người con gọi là bố kia. Họ là anh em ruột. Nhà hàng Trần gia là tài sản ông nội của con để lại cho hai người họ. Nhưng mà Trần Toàn sợ thiên phú của bố con vượt qua ông ấy, nên không cho phép bố con vào bếp. Nhất quyết đuổi bố con ra ngoài đại sảnh nhà hàng, làm chân chạy giặt, làm bố con đau khổ quốc ức. Thực ra là Trần Toàn muốn độc chiếm tài sản nhà họ Trần, muốn độc chiếm tam đại tuyệt học nhà họ Trần. Lúc đó, nếu anh đã không để Trần Công học tam đại tuyệt học, em là con dâu của họ Trần, em sẽ học theo anh ấy. Tuyệt đối không được. Điểm tâm lý truyền của nhà họ Trần chỉ truyền nam không truyền nữ. Hơn nữa, ông ta còn phá hoại quan hệ của mẹ và bố con. Nói cái gì mà có ông ta thì không có mẹ. Ngày nào bố con cũng mượn rượu giải sầu. Em uống ít một chút đi. Anh à, nếu như Mạng Lệ thực sự muốn học thì anh cứ dạy cho cô ấy đi. Điểm tâm bí truyền của Trần gia chỉ truyền nam không truyền nữ. Quy tắc là chết, người là sống. Lần này coi như giúp anh em một lần đi. Anh dạy cho Mạng Lệ đi. Em coi em kìa, vì một người phụ nữ mà làm trái quy tắc của tổ tông. Thậm chí em còn mặc kệ cả tình nghĩa anh em. Đưa cho em, không dạy thì không dạy. Bố con mất chưa được bao lâu, ông ta đã lập tức đuổi mẹ ra khỏi nhà. Ông ta còn chia rẽ hai mẹ con chúng ta. Cuộc chia ly này những 20 năm là 20 năm. Mẹ đã xa con 20 năm rồi. Mẹ vốn tưởng rằng ông ta sẽ giao nhà hàng Trần gia cho con để lấy công chuộc tội, nhưng mà không ngờ ông ta vẫn để cho con chạy giặt ở ngoài đại sảnh, vốn không hề hối cải. Để độc chiếm nhà hàng Trần gia, họ đã không từ thủ đoạn. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn, ông ấy vẫn luôn đối xử với con rất tốt. Cơm hộp của mấy anh em chúng con, phần của con luôn là nhiều nhất. Đương nhiên, ông ấy cũng rất nghiêm khắc. Lúc học nấu ăn, chỉ cần cẩu thả một chút thôi,
chắc chắn con sẽ là người bị phạt lâu nhất. Nếu không phải nhiều chuyện xảy ra ngày hôm nay, con cũng chưa từng nghi ngờ gì ông ấy chính là bố đẻ của con. Những cái đó đều là giả. Ông ấy làm vậy để con quên đi bố ruột của mình, để con quên đi thù hận. Nhưng mà Lập Dương à, lẽ nào con thật sự muốn nhìn thấy bố của con chết mà không nhắm mắt à? Lập Dương, con là hy vọng duy nhất của mẹ. Nếu như ngay cả con cũng không ủng hộ mẹ, mẹ thật sự sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Mẹ à, mẹ, con biết rồi, con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Chú Tề à, rốt cuộc bố cháu làm sao? Trông có vẻ không được khả quan. Không khả quan là trước đây bố cháu đã biết mình mắc bệnh xơ cứng mạch máu não, cũng biết bản thân không còn nhiều thời gian. Ông ấy nói với chú, ông vẫn còn nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành. Ông ấy hy vọng những ngày cuối đời có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ của các con. Vậy nên ông ấy đã quyết định tự mình gánh vác sự đau khổ này. Chú hy vọng các cháu có thể hiểu nỗi khổ tâm của bố cháu. Lần này ông nội sẽ không sao chứ? Sẽ không đâu, bác Trần nhất định sẽ không có chuyện gì. Bác ấy chỉ tới bệnh viện uống thuốc và tiêm thuốc, rất nhanh sẽ về. Alo, Tiêu Tiêu, sao em lại nghe điện thoại? Người nhà của anh đâu? Anh cả à? Bác Trần nhập viện rồi. Cái gì? Ba của anh nhập viện rồi à? Ông ấy đang ở đâu? Đừng để lại nuối tiếc. Kết hôn là chuyện mừng mà. Sao bố làm như vậy? Giống như dặn dò hậu sự. Có phải bố bị bệnh không? Đang rủa bố à? Con vẫn luôn hy vọng có thể trở thành đứa con trai khiến bố tự hào. Có một ngày con sẽ chứng minh được bản thân mình có thể. Thực ra em sớm đã biết bác Trần mắc bệnh nặng, nhưng mà bác Trần không muốn để cho em nói cho mọi người biết, nên em vẫn luôn che giấu. Là lỗi của em. Em không nên che giấu mọi người. Đáng lý em nên nói ra sớm, bác ấy sẽ không ra nông nỗi này. Xin lỗi anh. Nếu không phải tại em, Lạc Dương cũng sẽ không bỏ nhà ra đi. Sự việc cũng sẽ không thành ra như ngày hôm nay. Tiểu Hạ, đây không phải là lỗi của em. Bố, bố, anh cả, bố nhập viện rồi. Sao em không nói cho anh biết? Lẽ nào phải chờ bố chết em mới nói cho anh biết? Anh cả, em xin lỗi, bởi vì chuyện này thực sự quá đột ngột. Đến bây giờ trong đầu của em vẫn còn rất hỗn loạn. Anh biết, chẳng trách bố đưa cho anh số tiền tiết kiệm lớn như vậy. Lúc đó anh đã nghi ngờ rồi. Anh đã hỏi bố, nhưng mà bố không chịu trả lời. Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại hồ đồ như vậy? Anh cả, bình tĩnh một chút. Rốt cuộc bây giờ bố sao rồi? Bệnh viện bảo em ký giấy tình hình nguy kịch. Bố à, bố vẫn luôn vì con mà lao tâm khổ tứ. Bố còn chưa nhìn thấy con thành công mà. Bố,
Hãy mau tỉnh lại đi, bố à. Con trai hảo kiệt của bố đã quay trở về rồi. Hạo Phong, Tiểu Hạ, hai đứa về trước đi. Một mình anh ở đây trông bố cho. Vậy bọn em về trước. Đời trước, nhà họ Trần các anh ẩn giấu biết bao nhiêu ân oán. Bác Trần chưa từng nhắc tới à? Bố chưa từng nói cho bọn anh biết chuyện giữa ông ấy và chú. Chỉ là từ nhỏ đã dặn dò bọn anh phải coi Lập Dương như là em trai ruột của mình. Anh thật sự không ngờ giữa bố anh và chú lại có biết bao nhiêu chuyện ân oán như vậy. Chẳng trách trước đây bố anh nhìn ảnh của chú một mình ngẩn người, cứ ngày ra suốt cả ngày. Lẽ nào bố của anh đã thực sự làm sai mới khiến cho mẹ của Lập Dương hận ông ấy tới như vậy? Hạo Phong à, em tin giữa bác Trần và mẹ Lập Dương chắc chắn là có hiểu nhầm. Năm xưa nhà hàng Trần gia chuyển từ quê tới Thượng Hải, một nguyên nhân trong số đó là vì anh. Ngoài ra nhất định là có ẩn tình. Chuyện mà mẹ nói đều là thật à? Lẽ nào cuộc sống mấy năm nay của mình và mọi người đều là giả dối? Có một người bố giả tạo đã tạo nên một thân phận giả tạo, thời thơ ấu giả tạo và hồi ức giả tạo. Vậy rốt cuộc mình là ai? Có còn là Trần Lập Dương của ngày nào? Mình thật sự nên báo thù người bố đã nuôi mình khôn lớn và anh em của mình vì mẹ và người bố ruột với ký ức mờ nhạt kia à? Xin lỗi, gần đây nhà họ Trần xảy ra chút chuyện, cho nên tạm thời đóng cửa vài ngày. Mong mọi người lượng thứ. Tối qua tôi nhìn thấy xe cứu thương chạy qua đây. Có phải là ông Trần gặp chuyện gì rồi không? Không phải là bác Trần đổ bệnh, nhà hàng Trần gia cũng sụp đổ chứ? Đáng tiếc, sau này biết tìm đâu nhà hàng thứ hai đây, vừa ngon lại vừa rẻ. Cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù nhà hàng Trần gia chỉ còn lại một mình, tấm biển hiệu của nhà hàng tuyệt đối cũng sẽ không đổ xuống. Dương, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu nói xem phải làm sao đây? Dù sao tôi cũng mặc kệ, Lâm Tiêu Tiêu tôi không tin, cậu mãi mãi không mở máy, tôi nhất định sẽ tìm được cậu. Alo, Dương, sao cậu cứ tắt máy suốt? Cậu có biết không, tôi gọi từ tối qua tới giờ cuối cùng cũng gọi được. Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Tôi đang ở chỗ của mẹ. Vậy bây giờ tôi qua tìm cậu, nói cho tôi biết địa chỉ. Dương, nói gì đi.
Dương, 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 ngay cả tôi, cậu cũng không tin à? Tôi sẽ không nói cho ai biết cậu đang ở đâu. Tôi chỉ qua đó thăm cậu thôi. Nói cho tôi biết đi, có được không? Dương, Dương, Dương. Tới rồi à? Dương, Dương, Dương. Những lời mẹ cậu nói hôm qua là thật sao? Tiêu Tiêu à, hôm qua tôi đã nghĩ cả đêm. Tôi nghĩ tất cả mọi chuyện chắc là hiểu lầm thôi. Tiêu Tiêu à, cậu giúp tôi một chuyện đi. Mẹ tôi vừa ra ngoài, lát nữa sẽ về. Cậu giúp tôi chăm sóc bà ấy. Tôi muốn quay về nhà hàng hỏi chuyện bố. Tôi đi trước, giúp tôi chăm sóc mẹ. Dương, 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 Dương. Tôi vẫn chưa nói xong mà. Bác Trần vì chuyện hôm qua mà đã nhập viện rồi. Không ngờ một mình cô lại sống ở chỗ như vậy suốt bao nhiêu năm qua. Nếu như thật sự là do bác Trần hại, chẳng trách bà ấy lại hận bác ấy như vậy. Không đúng, sao bác Trần có thể hại bà ấy chứ? Chắc chắn là hiểu lầm. Là hiểu lầm. Cháu là... Cô, cháu là Dương, Dương, Dương. À không phải, cháu là bạn của Lập Dương. Cháu là Tiêu Tiêu. Cô à, Lập Dương nói cậu ấy quay về xem nhà hàng thế nào, bảo cháu chăm sóc cô. Thằng bé này trong lòng vẫn không buông bỏ được. Cô à, thật ra thì cô cũng không cần tức giận. Cháu nghĩ bây giờ cô và Lập Dương đã nhận nhau rồi, là chuyện vui mà. Hơn nữa, Lập Dương cũng đã sống ở nhà họ Trần 20 mấy năm. 20 mấy năm, nhà họ Trần đối xử với cậu ấy rất là tốt. Hơn nữa, cháu nghĩ chuyện này chắc là có hiểu nhầm gì thôi. Bố, Lập Dương. Anh hai, bố đâu? Em có chuyện muốn hỏi ông ấy. Bố đã nhập viện. Vậy tới bệnh viện. Lập Dương à, bác sĩ nói tình hình rất nguy kịch. Bây giờ ông ấy đang nằm trong ICU. Lập Dương à, anh thấy trước khi làm rõ mọi chuyện, tạm thời đừng đi hỏi ông ấy. Cháu và Trần Gia rất thân thiết à? Chúng cháu và nhà họ Trần là hàng xóm từ rất lâu. Sau đó cửa hàng nhà của cháu lại trở thành nhà cung ứng cho nhà hàng của Trần Gia. Vậy nên mới thân thiết hơn. Cháu và Lập Dương ở cùng nhau, tình cảm rất sâu đậm nhỉ. Tiêu Tiêu, cô có thể nhìn ra được, người ở bên cạnh Lập Dương chỉ có cháu là thật lòng yêu thương nó mà thôi. Để tốt cho nó, cháu cần phải đứng về phía cô, tuyệt đối đừng đứng về phía của nhà họ Trần. Cháu đã hiểu chưa? Anh hai, trong đầu của em rất là loạn. Em vẫn luôn tin rằng bố là một người tốt. Nhưng mà sau khi nghe mẹ nói như vậy, em cảm thấy hình như mình đang kẹt giữa những ân oán của đời trước. Em đứng về bên nào cũng không phải. Cô à, cháu thật ra nghĩ là nhà hàng Trần Gia cũng rất là tốt. Trần toàn là kẻ thù giết bố Lập Dương. Tiêu Tiêu, cháu là bạn tốt của Lập Dương. Cháu không thể đứng cùng phe với họ để bắt nạt Lập Dương chúng ta chứ. Lập Dương à, lẽ nào em không rõ cách đối nhân xử thế của bố à? Có lẽ những chuyện này chỉ là hiểu nhầm giữa bố và mẹ của em. Nhưng mà chân tướng sự việc chỉ có ba người họ là hiểu rõ nhất. Em đừng chỉ nghe một phía mà phá hỏng tình cảm mọi người. Mọi chuyện đợi sau khi bố tỉnh lại rồi hẳn nói.
được không? Cô à, không phải chuyện này, đợi Lập Dân quay về rồi mới nói đi. Đã ầm ĩ thành ra như vậy rồi, các cô nhà nhà họ Trần không đổi trời chung. Đáng tiếc, cô nhi quả phụ muốn báo thù cũng lực bất tòng tâm. Tiêu Tiêu, chỉ có cháu mới có thể giúp đỡ cô mà thôi. Cháu có thể giúp được chuyện gì? Đừng cung cấp hàng cho nhà họ Trần. Chuyện này không được đâu. Chỉ có cách này thôi. Không thì nhà họ Trần sẽ không để cho cô và Lạc Dương sống yên ổn. Tiêu Tiêu, lẽ nào cháu nhẫn tâm nhìn cô và Lạc Dương? Cô à, cô đừng như vậy mà. Chuyện này để cháu suy nghĩ thêm có được không? Cô tin cháu mà, cháu nhất định sẽ giúp đỡ Lập Dương. Hạo Kiệt, anh đã thức suốt đêm vất vả cho anh rồi. Không sao. Tiểu Hạ, thật ra thì tôi có lỗi với cô. Lúc đó để cô giả làm bạn gái của tôi, bị Hạo Phong hiểu lầm, để lừa tiền từ chỗ bố tôi, giả vờ kết hôn cùng tôi. Cuối cùng tôi lại bỏ trốn. Thật sự xin lỗi cô. Mau quay về nghỉ ngơi đi. Bác Trần vừa suy sụp, người làm ăn cả như anh không thể tiếp tục suy sụp. Hạo Phong tuy không nhiệt tình gì, nhưng mà thật ra nó cũng là người đàn ông có trách nhiệm nhất trong nhà này. Lần trước vì cô, Hạo Phong đã... Tóm lại, khuyết điểm lớn nhất của nó chính là cố chấp, thích một mình chịu đựng tất cả mọi chuyện. Sau này cô ở bên nó, cô phải gánh vác nhiều hơn. Thay tôi chăm sóc tốt cho nó. Phải rồi Hạo Phong, sao bố đột nhiên lại bệnh nặng như vậy? Ai chọc giận ông ấy? Chính là Lập Dương ở ngoài nhận một người mẹ nuôi vốn dĩ có lòng tốt, đưa bà ấy về nhà tránh mưa. Ai ngờ sau khi về mới phát hiện bà ấy chính là mẹ ruột của Lập Dương. Bà ấy nói năm xưa là bố đã hại chết bố của Lập Dương. Bố nghe xong liền tức giận rồi đổ bệnh. Cái gì? Mẹ ruột của Lập Dương à? Khốn kiếp! Bà ta dựa vào cái gì mà chỉ trích bố chứ? Anh nói cho em biết, người đàn bà này mở mồm ra là nói dối. Năm đó chính mắt anh nhìn thấy người đàn bà này khiến bố Lập Dương tức chết. Bà ta còn có ý đồ muốn trộm tam đại tuyệt học. May mà bố phát hiện, bà ta xấu hổ, bèn dứt bỏ Lập Dương một mình chạy ra ngoài. Đến bây giờ hay thật, còn mặt mũi quay về à? Đâm bị thóc, chọc bị gạo, đúng là độc ác. Anh cả à, mọi việc trước khi được làm rõ, anh hãy bình tĩnh một chút. Bình tĩnh à? Người đàn bà này đã bỏ rơi Lập Dương trước, bây giờ lại quay về kể khổ, khiến bố tức giận ra nông nổi này. Anh làm sao có thể bình tĩnh? Anh hai. Tiêu Tiêu, sao vậy? Vừa nãy em đi gặp Dương Dương, cậu ấy không chịu nhận tiền của em. Em nhìn thấy nó à? Nó đang ở đâu? Ở khu bằng hộ Tào Gia Thôn. Anh cả, anh hai, sao vậy? Nguy rồi. Nguy cái gì? Lập Dương, Trần Lập Dương, em ra đây cho anh. Trần Lập Dương. Anh cả, sao anh lại ở đây? Anh hỏi em,
Người đàn bà độc ác kia đâu? Người đàn bà độc ác gì? Đó là mẹ của em. Anh khinh, bà ta xứng à? Người đàn bà đó năm xưa nhẫn tâm dứt bỏ em, còn cùng một người đàn ông chạy ra nước ngoài. Anh cả, mong anh tôn trọng một chút. Anh không cần tôn trọng. Bà ta hại bố như vậy, anh tuyệt đối không bỏ qua. Ai tìm tôi vậy? Tôi tìm bà. Hạo Kiệt, sao cháu lại nói chuyện với thím như vậy? Với cái loại đàn bà đâm bị thóc chọc bị gạo, bản thân làm sai lại đổ hết lên đầu người khác, tôi không cần tôn trọng. Lạp Dương, em nhìn cho rõ, năm xưa người đàn bà này nhẫn tâm bỏ rơi em, bây giờ em luôn miệng gọi bà ta là mẹ, uổng công bố đã nuôi dưỡng em biết bao năm. Em vì người đàn bà này khiến cho bố phải nhập viện, ăn nói lung tung, muốn gây chia rẽ tôi và Lạp Dương à? Cậu nằm mơ đi. Lạp Dương, hôm nay anh cả tới không phải để gây chia rẽ, anh tới để nói cho em biết, năm xưa chính người phụ nữ này chê trần gia chúng ta nghèo, bà ta còn muốn học điểm tâm bí truyền để bán ra ngoài. Sau đó chú không đồng ý, bà ta khóc lóc ầm ĩ đòi treo cổ, làm cả nhà loạn lên. Đến cuối cùng chú phải mượn rượu giải sầu, say rượu lái xe rồi gặp tai nạn mà chết. Còn người phụ nữ này bây giờ không sống nổi ở nước ngoài, còn quật ngược lại nói bố là hung thủ giết người. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Tôi đã chờ ngày này 20 năm, trần toàn đổ bệnh nằm xuống như vậy, ông ta cứ nằm cả đời, đến chết luôn đi. Tôi đánh chết bà. Dám đuổi bố tôi đánh chết bà. Lạp Dương, em không cho phép anh đánh mẹ của em. Em mù rồi à? Bà ta không phải mẹ em. Mụ đàn bà đê tiện, tỉnh táo một chút đi. Tỉnh táo một chút đi. Em tỉnh táo lại một chút đi. Cậu thả Lạp Dương ra, thả nó ra. Anh không có tư cách đánh mẹ của em. Trần Lập Dương, đầu óc của em bị điên rồi à? Anh cả à, em kêu anh bình tĩnh, sao lại ra tay trước? Anh không thể bình tĩnh. Trần Lập Dương, nếu hôm nay em nhận bà ta là mẹ, em không còn là người của nhà họ Trần. Em không phải người của nhà họ Trần. Những thứ nhà họ Trần nợ em nhất định đòi lại. Anh cả, anh cả, em đã kêu anh bình tĩnh rồi. Anh không thể bình tĩnh. Bà ta nói dối. Bà ta nói đúng là đúng, nói sai là sai. Bà ta làm muốn nhập viện, đến cả Lạp Dương cũng dám ra tay đánh anh của mình. Em nói coi, anh phải làm sao bình tĩnh? Anh ra tay trước là anh không đúng. Anh ra tay như vậy không phải là ép Lạp Dương à? Hạo Phong, nếu Lạp Dương ở cùng với bà ta, chắc chắn sẽ bị tẩy não. Anh làm như vậy chính là để nói cho Lạp Dương biết chúng ta mới là người một nhà, nếu không nó sẽ hối hận không kịp. Chắc chắn bà ta có âm mưu. Hạo Phong, em phải chú ý một chút, cho dù xảy ra chuyện gì em cũng phải đề phòng. Lạp Dương, con nhìn thấy rồi chứ, đây chính là bộ mặt thật của nhà họ Trần. Vì tranh đoạt tài sản, họ đã dùng bộ mặt này hại chết bố của con, đổi trắng thay đen, lừa gạt chúng ta, chia rẽ mẹ con chúng ta. Lạp Dương, con nhất định phải tranh giành, phải đoạt lại nhà hàng Trần gia vì bố con. Nó vốn dĩ thuộc về chúng ta mà. Trần Toàn đã làm bao nhiêu chuyện xấu, con nhất định phải trả thù. Phải trả thù, nhất định phải trả thù, có biết chưa? Lạp Dương, Lạp Dương, bố vẫn chưa tỉnh à? Anh cả đã đánh mẹ của Lạp Dương một trận. Bây giờ dường như mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Vậy em đi nói chuyện với Lạp Dương. Bây giờ chỉ có em mới có thể khuyên bảo Lạp Dương. Lạp Dương à, hôm nay chị tới là muốn thay Hạo Kiệt xin lỗi hai người. Chuyện này không liên quan tới chị, người đánh cũng không phải là chị. Nếu muốn xin lỗi thì anh ấy tự mình tới. Anh ấy mắng mẹ của em là kẻ đê tiện, còn ra tay đánh trước. Mẹ của em lớn tuổi rồi, sức khỏe là không tốt, lỡ như xảy ra chuyện gì em phải lấy mạng của anh ấy. Hạo Kiệt cũng là nhất thời quá kích động. Cái gì mà nhất thời chứ? Em thấy anh ấy đang có tật giật mình, vừa đến đã mở miệng mắng người. Đừng nói là mẹ của em, dù có là một người không liên quan, anh ấy cũng không nên thô bạo như vậy. Mọi người là anh em bao nhiêu năm qua, có thể nói chuyện tử tế một chút không? Nói chuyện tử tế à? Anh ấy không cho em cơ hội.
Anh ấy mắng mẹ của em không ra gì, em tuyệt đối không tha thứ. Lạp Dương à, nghe chị nói, xin lỗi. Chị Tiểu Hà, em đã nói rất rõ, em không phải người nhà họ Trần. Nhưng mà những gì họ Trần nợ em nhất định sẽ đòi lại. Chị Tiểu Hà, em chỉ muốn biết, nếu như em muốn đòi lại tất cả, thì chị sẽ đứng về phía của ai? Là phía của anh hai hay là phía của em? Tiểu Hạ, có phải không thuận lợi không? Xin lỗi, có lẽ em đã làm hỏng chuyện. Khuyên cậu ấy cả buổi lại khiến cậu ấy càng hiểu nhầm hơn. Em đừng nghĩ nhiều. Lập trường của Lập Dương đúng là hơi khó xử. Chúng ta nên cho nó thêm một chút thời gian. Ngược lại là nhà hàng này không thể ngừng kinh doanh. Không thể vì bác Trần đổ bệnh mà đóng cửa mãi mãi. Đừng quên tinh thần của nhà hàng. Được, ngày mai chúng ta sẽ mở cửa. Tiêu Tiêu, đừng cung cấp hàng quá cho nhà họ Trần nữa. Nếu không thì nhà họ Trần sẽ không để cô và Lập Dương sống yên ổn đâu. Tiêu Tiêu, đây là đơn đặt hàng. Em chuẩn bị đi, ngày mai nhà hàng sẽ mở cửa. Chị Tiểu Hạ, những thứ này hôm nay không có. Những thứ này không phải đều là hàng quá bình thường hay nhập về à? Sao lại không có chứ? Hôm nay đúng lúc không có. Hay là lần sau chị lại ghé nha. Vậy những thứ đặt trên kệ là gì? Những thứ này hôm nay đã bị người khác đặt hết rồi. Xin lỗi chị. Tiêu Tiêu à, chị Tiểu Hạ à, đừng có hỏi em nữa. Em cũng hết cách rồi. Em cũng là bị ép thôi. Chị hiểu rồi. Vì Lập Dương, em phải lựa chọn phe của mình. Chị Tiểu Hạ, bác Trần, anh Hạo Phong, xin mọi người tha thứ cho em. Thế nào, bên phía Tiêu Tiêu nhập hàng sao rồi? Tiêu Tiêu có lẽ trong một thời gian ngắn không thể cung cấp hàng được. Tại sao? Có lẽ Tiêu Tiêu cũng bị ép lựa chọn phe phái. Không sao, chúng ta đi chợ. Chợ à? Tuy hàng ở chợ có lẽ không tươi ngon bằng bên Tiêu Tiêu, nhưng mà chỉ cần chúng ta chọn từ từ cũng có thể mua được đồ giống như vậy. Bây giờ cho dù chúng ta gặp phải khó khăn gì, chỉ cần có em ở đây, anh cũng có thể gồng gánh được nhà hàng Trần gia. Hảo Phong à, em chưa bao giờ chắc chắn giống như hiện tại. Em cảm thấy chắc chắn là em thích dáng vẻ nghiêm túc không chịu thua này của anh. Chọn thế nào rồi? Có lẽ chúng ta tới muộn quá rồi. Có rất nhiều món đã bán hết. Không sao. Hay là ngày mai chúng ta đi sớm.
Lạc Dương à, Tam Đại Tuyệt Học của Trần Gia con đã học được rồi chứ? Chắc chắn là cũng được một phần. Mẹ à, sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Mẹ ở nhà họ Trần bao nhiêu năm vẫn chưa được nếm thử món nào trong số Tam Đại Tuyệt Kỹ. Đáng tiếc con không mua được những nguyên liệu này, không thì thật sự có thể làm cho mẹ nếm thử. Thật sao? Đương nhiên. Mẹ à, con từng là đầu bếp của nhà hàng Trần Gia mà. Lạp Dương, mẹ chỉ mong ngóng con có tương lai rộng mở. Nếu như con thật sự học được Tam Đại Tuyệt Kỹ, chúng ta hãy lập tức mở nhà hàng mới, đấu với nhà hàng Trần Gia. Mở nhà hàng mới? Mẹ à, mở nhà hàng mới phải tốn không ít tiền. Càng huống hồ đến tiền mua nguyên liệu để làm Tam Đại Tuyệt Kỹ cũng không có. Mẹ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?